Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất thương mại Hưng Lộc, đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng uy tín chuyên nghiệp tại thành phố Thủ Đức đã đầu tư showroom trưng bày hiện đại với đa dạng vật liệu xây dựng chất lượng cao của các thương hiệu sản xuất uy tín trong nước và quốc tế với nhiều ưu điểm vượt trội đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Trong thời gian sắp tới, công ty Hưng Lộc chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thêm hệ thống showroom đại lý trên toàn quốc để khách hàng dễ tiếp cận được các sản phẩm. Với mục tiêu lấy chất lượng tiến độ sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển, đội ngũ kỹ sư, công nhân nhiều năm kinh nghiệm của Hưng Lộc sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm, mở rộng thêm hệ thống showroom đại lý trên toàn quốc để khách hàng tiếp cận được các sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý.